Quý Phật tử gần xa thân mến, mấy hôm nay sư ẩn cư không có về tu viện để chăm sóc các em mà điều phối từ xa, cho nên cũng rất biết ơn sự quan tâm của Phật tử xa gần vì sự mến thương đối với sư cũng như là các em trong tu viện, mà các vị từ Hà Nội, miền Trung, miền Bắc, rồi miền Tây và miền Đông Nam Bộ, các mọi miền Phật tử xa gần đều cùng nhau về tu viện để ít nhiều chăm sóc cho các em phụ sư trong thời gian này. Thật sự sư rất biết ơn. Thời gian tịnh tâm của sư vẫn còn dài, dự kiến ngày mùng 8 tháng 7 âm lịch, tức là ngày 11 tháng 8 dương lịch năm nay 2024, sư sẽ trở về tu viện để tổ chức lễ Vu Lan. Sư sẽ thăm viếng Phật tử, có một bài pháp thoại dành cho viếng Phật tử về chủ đề xung quanh về tình mẹ, để đáp ứng cái nguyện vọng của viếng Phật tử muốn gặp sư. Thời lượng khoảng 1 tiếng đồng hồ, vào lúc 9 giờ sáng cho đến 10 giờ sáng, và buổi chiều là 2 giờ rưỡi chiều cho đến 3 giờ rưỡi. Sư sẽ tiếp Phật tử hai thời pháp này. Sư nhắc lại đó là ngày mùng 8 tháng 7 âm lịch năm Giáp Thìn, tức là ngày mùng 1 tháng 8 dương lịch năm 2024, sư sẽ về tu viện tổ chức lễ Vu Lan định kỳ hàng năm của tu viện. Nhân đây cũng thay lời cho các em trong tu viện gửi lời biết ơn đến tất cả quý Phật tử xa gần đã quan tâm đến tu viện, và cũng có lời kính mời quý Phật tử xa gần nếu hữu duyên xin hãy quay về với tu viện để cùng sư dự một buổi lễ Vu Lan tại chùa của sư. Và nếu Phật tử hoan hỷ nhận lời mời của sư thì xin liên hệ với lại đệ tử của sư với số điện thoại là 0329 209 916, đó là Huệ Hỷ, đệ tử của sư, và một đệ tử nữa là Huệ Xã là 03 49 868 805 để đăng ký danh sách số lượng Phật tử về tham dự, để tu viện biết cái số lượng người về tham dự để chuẩn bị cho một cái bữa ngọ trưa cơm canh bánh trái đạm bạc, để quý Phật tử có cái khoảnh khắc quây quần bên tu viện cùng với lại quý sư dùng một bữa cơm nhân mùa báo hiếu Vu Lan Thắng Hội. Và sư cũng rất là hoan hỷ nếu được Phật tử quây quần về tu viện để sư có đủ duyên chia sẻ pháp thoại với Phật tử xa gần trong suốt thời gian tịnh tâm không đủ điều kiện để tiếp xúc với Phật tử. Và sau cùng là xin gửi lời tri ân đến quý Phật tử trong khoảng thời gian này đã về tu viện góp phần cho tu viện. Và xin trân trọng biết ơn, thương chúc tất cả quý Phật tử thân tâm thường lạc trong cuộc sống đầy ắp tiếng cười và hạnh phúc và đủ nghị lực để vượt qua những nỗi đau. Xin nói thêm một điều nữa là những chướng duyên trong cuộc đời tu học của mình và của tất cả mọi người xung quanh trên lĩnh vực tu, hay nói một cách khác là mỗi người trong chúng ta trong cuộc đời này, khi sinh ra cho đến lúc mà mình rời khỏi cuộc đời này, ai cũng phải chấp nhận mọi sự thử thách. Và mọi sự thử thách, chướng duyên, nghịch cảnh trong cuộc đời, chúng ta hãy xem đó như là một bài học. Và một bài học nào cũng giúp cho chúng ta trưởng thành và khôn lớn hơn. Nhất là lĩnh vực bị vu oan, vu khống, bị chà đạp, danh dự và bị khinh khi, ghét bỏ là một trong những cái thử thách lớn ở trong đời. Nó cho chúng ta thấy được cái vọng tâm của mình và cái cường độ sân hận của mình nó đi đến giai đoạn nào. Nếu mà chúng ta có thể bình thản trước những sóng gió cuộc đời và chấp nhận và lắng nghe, cũng như là biết tịnh tâm, biết hóa giải những sóng gió,
và những sóng gió đó không đủ cái điều kiện để diệt tiêu cái năng lượng an lạc của mình, để chứng tỏ là đời tu của mình cũng có ý nghĩa. Và mục đích trong cái cuộc đời tu hành là chúng ta làm sao là giải thoát. Mà cái giải thoát chính là trong cái hoàn cảnh khó khăn nào chúng ta cũng không có ngã gục và không bị uy lụy, không bị đau khổ, không bị sân si. Và chính cái địa ngục nó cũng ở trong tâm mình. Vì khi mình nóng giận, mình sân si vì những tác nhân bên ngoài thì mình cũng không làm chủ được chính mình. Và không làm chủ được chính mình thì mình cũng không thấy Như Lai của chính mình. Và không thấy Như Lai của chính mình, điều đó cũng không, cũng có nghĩa là mình không hiểu lời Phật dạy. Và mình không thiền quán, mình không thiền, không chuyển hóa. Và nếu mình chuyển hóa được mình và mình hiểu rõ được, gọi là hiểu pháp, và đi đến cái chỗ thầy là hành pháp, thì ngay đây chính là hành pháp. Và những cái bài học mà đắng cay trong cuộc đời chính là cái thời gian quý báu nhất để mình hành pháp. Cho dù mình ở nơi nào, thiền tịnh hay là mình tu cách nào, thì cũng phải hành pháp. Đó là chuyển hóa, chuyển từ lúc mà mình vô minh cho đến mình sáng. Vì vậy cho nên quý Phật tử xa gần cũng đừng lo cho sư và sư Minh Tuệ. Hành giả Minh Tuệ bây giờ đang ở một nơi nào đó để cũng chuyển hóa chính mình. Và nhân đây một lần nữa, nhân danh cá nhân của sư Minh Đạo thôi, và sư không có nhân danh ai hết, thì sư xin gửi gắm đến bá tánh thập phương. Và ước mơ của mình đó là gì? Ước mơ là ước gì mà chính phủ Việt Nam, nhà nước Việt Nam ra một công văn yêu cầu người dân không được theo sư Minh Tuệ, để cho sư được an yên trên bộ hành, để sư đi hành đạo và đi khắp mọi miền trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Để sư đi đến đâu là sư mang cái niềm hạnh phúc thanh bình cho nhân loại. Nếu mà chính phủ không hỗ trợ thì tội nghiệp cho sư Minh Tuệ lắm, và tội nghiệp cho tăng đoàn là những con người có duyên tu hành đầu đà. Tại vì nếu mà ẩn vào rừng sâu thì quý sư sẽ không đủ điều kiện hóa duyên, thực phẩm, thức ăn để sống qua ngày, dưỡng thân mà tu học. Một ngày ăn một bữa ngọ là đủ làm cho quý sư gầy, ốm o gầy mòn và không đủ dinh dưỡng để sống rồi. Thứ hai là ngủ trong rừng, bị muỗi chích, bị gió độc thì cũng không đủ sức khỏe để mà hành thiền. Người mà được tịnh tâm trong cái quá trình mà ngồi dưới gốc cây, trong hang đá và trong nghĩa địa, thì người đó phải có một cái sức định sâu sắc và nhiều đời, nhiều kiếp. Còn những huynh đệ mà tháp tùng, tu học thì đôi khi không chịu đựng nổi. Mình đến một cái bệnh viện để mình nuôi bệnh nhân đó, mà nhiều lúc người ta nằm lờn, mình thức một đêm thôi là con mắt mình sâu hởm, và mình không đủ tinh thần để mình có thể mà mình lo cho người thân mình nếu như tình thương của mình chưa đủ. Thì quý sư ở trong rừng sâu, mà rừng sâu được gọi là nước thiên, nước độc, nhiều khi còn sốt rét nữa, còn bệnh tật nữa, rất là tội. Còn nếu quý sư phải xuống làng để mà hóa duyên á, thì sự tò mò của bá tánh lại tiếp tục chạy theo quý sư, và như vậy sẽ ách tắc giao thông, cản trở rất nhiều cái sự mà bình thường của xã hội. Mình ví dụ như một chiếc xe đang cứu thương, một chiếc xe đang cứu hỏa trên bộ hành mà phải dừng lại bởi dòng người quá nhiều. Lực lượng chức năng ở trong tỉnh nào cũng phải dồn hết năng lượng để hỗ trợ. Và trong một lúc đó, trong tỉnh nhà xảy ra biết bao nhiêu việc, thì cái đội ngũ của cảnh sát không đủ để mà chi người phụ trợ cho cái việc an ninh. Chính vì vậy mà người dân không thể nào mà giúp sư Minh Tuệ, ngưỡng mộ sư Minh Tuệ bằng cái phương pháp chạy theo để chụp hình, quay phim và lạy lục và xin phước được. Một lần nữa, mặc dù sư Minh Đạo đã từng góp ý về vấn đề này và đã bị quở phạt, nhưng vì tấm lòng thương kính một nhà sư mà gọi là như thế nào ta, gọi là ngàn năm mới có một thuở, mới có được một nhà sư như vậy ở đất nước Việt Nam của chúng ta. Xa xưa kia thì mình không biết, nhưng mà từ khi Sư Minh Đạo ra đời và biết tu hành cho đến ngày hôm nay, thì trong ánh mắt của Sư Minh Đạo chỉ thấy được một nhà sư Minh Tuệ này có thể hành trọn vẹn được cái pháp đầu đà của Đức Phật ngày xưa. Cho nên đó là
pháp bảo của nhà Phật, là một cái vô giá của đạo Phật, là tinh thần của những con người xuất gia tu đạo tôn kính Đức Phật, cho nên quý giá lắm, phải giữ gìn giống như một quốc bảo. Và mọi người hãy trân trọng như điều này và hỗ trợ cho sư. Khi mà thấy sư trở xuống làng mà khất thực, quan hỷ cúng dường một chút thức ăn và lặng lẽ đứng chắp tay chào sư để sư đi thôi. Và nếu như chúng ta muốn lưu lại những hình ảnh đẹp để làm gương cho đời thì lặng lẽ chụp một tấm hình rồi như vậy là được, chứ đừng có hô hào cả làng cả xóm bỏ công ăn việc làm chạy theo như vậy, thì làm một thêm một lần nữa ách tắc cái sự mà phát triển của xã hội, thì vô tình đã đẩy sư vào thêm một cái nghiệp khiến cho sư sợ cõi đời này mà sư niết bàn sớm. Chúng ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ thấy một nhà sư mà có một cái đức hạnh đẹp như vậy. Xin trở lại vấn đề, sau những lời tán thán và góp ý cho sư Minh Tuệ, thì sư nhắc lại là sư sẽ trở về tu viện Minh Đạo vào ngày mùng 8 tháng 7 âm lịch, tiết Vu Lan, để tổ chức Vu Lan tháng hội nhằm ngày 11 tháng 8 dương lịch năm 2024. Xin trân trọng kính mời quý Phật tử xa gần trở về tu viện để tham dự. Xin trân trọng biết ơn và xin tạm biệt.